Xin chào cả nhà, mình là Ly, mình đang sinh sống tại tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Mình qua đây đã gần 4 năm rồi đó cả nhà. Mời cả nhà theo dõi video hôm nay của gia đình bé nhỏ của mình nha. Mưa quá trời lớn rồi ông bà cô chú ơi. Trời, cái nhà coi mưa, mưa cả ngày hôm nay luôn á. Về món ngon mỗi ngày hôm nay, nhà mình sẽ ăn món cơm tắm sườn bì chả nha ông bà cô chú. Bây giờ mình sẽ ướp sườn trước cho hạt nêm, cho sữa sữa đặc. Và mật ong. Và nước mắm. Rồi ở đây là sả nè, tỏi nè, hành băm nè, hành củ ở cả nhà. Và là màu điều. Rồi mình sẽ bỏ vô tủ lạnh mình ướp từ giờ cho tới chiều luôn cả nhà. Bây giờ là 1 giờ trưa, mình sẽ ướp cho tới 5 6 giờ chiều luôn. Theo thì mình làm chả hấp cả nhà. Ở này là thịt heo mình xay á. Rồi mình cho đây là cà rốt nè. Cho cà rốt, cho miếng tàu ngâm với lại nước, rồi mình xắt màu sợi nhỏ. Còn ở đây là củ cải muối cả nhà, ngâm cho thật kỹ rồi dắt nước cho ráo, rồi đó là cũng xắt nhỏ luôn. Mình thới là củ sắn á. Đây là nấm mèo. Rồi cho một quả trứng vô. Ý. Bắt đầu mình cho gia vị. Cho hạt nêm. Cho một xíu xi đường. Muối. Trộn lên cả nhà. Mình cho thêm quả trứng nữa. Mình thấy rất là khô đó. Trong cái tô này là hai quả trứng. Còn đây là cái khay hấp bánh bao của mình đó cả nhà. Mình lót cái bạc ở dưới để chút mình lấy chả ra cho nó dễ. Mình bỏ vô, mình chả vô, mình hấp. Tráng cho nó bằng bằng. Để chút hoa chả chín mình còn cho thêm một lớp trứng, chồng đỏ trứng lên trên nữa. Giờ mình bỏ vô mình hấp với lửa nhỏ cả nhà. Lửa mà đừng có quá lớn, để tắt, để chả của mình chín từ từ thì nó sẽ ngon hơn. Mình hấp trong vòng 45 phút thôi một chút. Giờ mình pha nước quét trên mặt của quả trứng cả nhà. Lấy lòng đỏ trứng gà thôi. Cho màu điều vô. Mình lấy cái đũa mình thử coi chín chưa. Chín rồi đó cả nhà. Rồi giờ mình quét nó lên. Có khóa của mà nghe không? Giờ mình hấp nó thêm cho cái lòng đỏ nó chín nữa là ok. Đậy mé mé, không cần đậy nắp hoài đâu bà cô chú. Chả của mình xong rồi là cái nhà chín rồi đó. Cả nhà coi. Tiếp theo nữa là mình sẽ làm bì. Giờ mình đi rang gạo. Còn bên đây là mình ăn luộc da heo bà cô chú. Da heo mấy bữa mình luộc mình định làm món khác, cái mình không làm. Bữa nay mình lấy mình làm bì luôn. Rồi được rồi đó bà cô chú, tắt lửa. Mấy này xay bộ xay gạo mới được. Nè cả nhà coi tính nó nhuyễn nè. Đó, giờ mình đi làm da heo. Da heo làm bì á cả nhà. Người ta làm, người ta quầy tiệm thì họ có máy họ cắt rất là mịn, còn mình chịu khó mình cắt nhuyễn nhuyễn vậy cả nhà.
Bây giờ mình sẽ ghi miếng thịt cả nhà. Cho tỏi với đầu hành vô. Cái thịt sườn nướng của mình đó cả nhà, mình sẽ lựa miếng nào nè nạc nạc á, cái mình lấy mình gam cả nhà. Đó, một miếng là đủ rồi. Gam mình bỏ vô bì không bà cô chú. Mình sắc xong rồi, giờ mình bỏ vô trong bì, thính mình gắp vô, trộn lên cả nhà. Ăn dưa hấu hả? Hớp dưa hấu rồi, để mà nướng sườn xong rồi mà đi tắm rửa cho con với em nha. Nha. Ồ đúng rồi, anh nói dơ quá. Có hai mùa hôi ấy, ông bà cô chú chơi chút xíu là mình mẩy dưa hầy à. Bây giờ mà nướng sườn xong rồi, cái mà đi tắm cho con nha, cho em miếng nữa. Lấy cho em miếng nữa. Con mời ông bà cô chú ăn chưa? Con mời ông bà cô chú ăn. Ăn cái gì? Ăn chưa cưa hả? Ăn bì. Ăn bì. Ừ, cho em miếng nữa, lấy cho em miếng nữa. Cho tí tí cơ, kì tí tí cơ. Cho tí tí cơ mà. Tí tí dao hả? Bú dao, tí 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 quẩn đi. Bây giờ mama đi nướng sườn ha. Nặng 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 nặng
Nước mắm này mình nấu là có, để mình nhớ là giấm, đường, nước, khóm, nước mắm. Không, tại lúc trước mình ăn hai bánh nước cả nhà mình nấu nhiều lắm, nên cho nên bây giờ bỏ, để được lâu lắm. Nước ba, vì nắng cho chưa xưa cơm tắm. Ừ, đây. Cơm tắm. Đúng rồi, cơm tắm. Cá thường nữa, nhiều lắm. Không thấy lên mà cho nữa. Ăn hết thật luôn nữa. Chưa xưa học chưa được. Chưa xưa chả. Từ ngày đẻ con pin cho tới giờ mình mới làm lại món cơm tắm nữa nha. Lúc trước mình làm có mình ăn à, không có chồng mình ăn. Đã đi làm buổi trưa mình làm có mình ăn à. Lúc đó cô Tiên còn nhỏ, cô Tiên ăn cháo. Vừa nắng rứng nó cũng sẽ mang chưa chưa cơ. Nên là được. Nên là được. Mình nói người Việt Nam mình thích ăn cơm tấm lắm. Ăn đi đừng chọc thiệt lên tay nữa. Mình biết chưa? Cái nhà sử làm thêm mình cái món chả hấu này là cái nhà mình làm y hệt vậy luôn đó. Nhưng mà mình không có cái củ sắn, mình cho củ cải muối ăn ngon cả nhà. Chú Phật, lấy lộn nè chú cơ cho bà. Nhiều lắm. À, cái nhà ở ba chồng mình đâu? Ở nhà nhớ cái video mà mình với chồng mình ăn thịt nướng mà anh chồng mình đi qua đi lại không? Là cái buổi đói đó, là anh chồng mình qua để rửa tay rửa chân rồi thay quần áo mới cho ba, là sáng ngày mai 6 giờ là anh chồng mình với ba chồng mình đi bệnh viện, cả nhà đi nhập viện. Nhập viện là tại vì ba chồng mình muốn đi với cả nhà cho nên phải lên bệnh viện lấy châm cứu hay chích thuốc gì cái chân á để đi, là đi bữa nay là những 2 ngày rồi đó. Nhưng mà dạo này ba cũng không lên đích lên video với nhà cái son vì ba ăn uống á không có tiền ăn là phải đút. Còn ngồi là ba phải đi xe lăn, không có đi được nữa. Cho nên là hiện tại là ba đang ở trên bệnh viện đó cả nhà. Cho mày bếp cơm ăn đi. Mình cái này có một bếp cơm cái gì? Cơm chả. Cái chán mà thương rồi đâu. Phân biệt chưa nên có thả. Ăn cơm nhiều chưa? Nhiều. Phân biệt chưa nên có thả. Ăn cái gì vậy? Nhiều không? Chưa chưa chưa, chưa chưa hẳn chưa. Thường ở nhà là mình ướp theo cái hương vị của chồng mình, là mình không có ướp giống như thường ở Việt Nam nha. Chứ còn mà ướp gặp như thường ở Việt Nam nữa là quá ngọt, mà chồng mình đã ăn rồi. Cơm tấm là cái ngọt ngọt đúng không cả nhà? Bởi này mình ướp nó có vị mặn, nó hơi mặn hơn là cái vị ngọt. Chồng mình hỏi không có ngọt mấy. Cô Tiên nói cái này là pizza. Pizza. Chưa bao giờ, nghĩ chưa cô là ba pizza. Anh nói anh ăn gò xạo cơ đi giả khen thì coi cơm sầu chi á. Sai sao một đình mama papa papa
giờ là đã rồi. Mới không? Còn mà chú phải ăn hết cơm luôn. Mình no cái nhà như đây ăn không hết. Nhiều cơm quá. Bình thường là mình ăn một miếng cơm vậy thôi, mình ăn giặt thì nhiều, cái nhà là ăn cơm ít lắm. Chút mình để đi tối mình ăn tiếp. Tối phân này bỏ này vô ăn nữa. Video mình đến đây xin kết thúc cho cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau của mẹ con nhà Ly nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà.